Sáng mùng 2 tháng 6, theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Việt Nam, Lật Mặt 7 Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải đạt doanh thu 461,3 tỷ đồng sau hơn một tháng ra mắt. Phim xếp vị trí thứ 2 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ở vị trí thứ 3 là phim Nhà Bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu 459,5 tỷ đồng. Thành tích ấn tượng của Lật Mặt 7 Một Điều Ước giúp đạo diễn Lý Hải lọt danh sách đạo diễn nghìn tỷ với tổng doanh thu 1.260 tỷ đồng cho 7 phần phim. Mới đây, đạo diễn Lý Hải thông tin về việc phát hành Lật Mặt 7 Một Điều Ước chính thức cầm chiếu tại 12 quốc gia từ ngày 14 tháng 6. Ngoài thị trường Bắc Mỹ, phim còn cầm chiếu 11 quốc gia khác gồm Canada, Australia, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan. Thông qua nhà phát hành 3388 Films, Lật Mặt 7 cũng trở thành phim Việt Nam đầu tiên được khởi chiếu quốc tế cùng với số lượng quốc gia nhiều nhất ở ba châu lục. Tại thị trường Bắc Mỹ, Lật Mặt 7 ra mắt vào đúng tuần lễ ngày của cha Father's Day được đánh giá là dịp ý nghĩa để khán giả và gia đình thưởng thức bộ phim với chủ đề gia đình. Tại Việt Nam, Lật Mặt 7 Một Điều Ước vẫn đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc và đạt tỷ lệ lắp đầy ghế cao hơn sau 5 tuần ra mắt.